Dạ Minh Tông xin kính chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Minh Tông sẽ tiếp tục quay gửi đến cho anh chị mình thêm một cái căn nhà giá khá tốt tại thành phố Nha Trang. Thì với sản phẩm ngày hôm nay thì nằm rất là gần biển anh chị, đi ra biển thì mất khoảng 1,5 km thôi. Nhưng mà sản phẩm này là một căn nhà mới hoàn toàn, có thiết kế là một trệt hai lầu và sổ đã hoàn công. Pháp lý thì gần như là đã chuẩn chỉnh rồi nha anh chị nha. Đơn giá thì hiện tại đang có mức chào bán chỉ là 3,8 tỷ giá, còn thương lượng thêm cho anh chị cho mình. Thì ngày hôm nay Minh Tông sẽ quay gửi đến cho anh chị mình chi tiết, thì anh chị mình xem hết video để nắm chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay nhé cả nhà. Rồi, dạ vâng anh chị ơi. Hiện trạng thì bây giờ em đang đứng ở trên cái trục đường nhựa, đường này đường hiện trạng rộng 12 mét nha anh chị ha. Với cái khu vực này là khu vực tái định cư của Phước Long và nằm rất là gần với các trục đường đường số 4 và đường Lê Hồng Phong. Và từ đây mà đi ra tới đoạn biển của khu vực Trần Phú thì mất khoảng là 1,5 cây đi theo đường chim bay nha anh chị. Thì với cái khu vực này đường trước nhà đường ô tô đó, chị thấy mà ô tô đậu vẫn còn lối đi rất rộng rãi và là khu tái định cư. Với những lô đây thì rơi vào diện tích khoảng 50-55 mét quay đầu thôi nha anh chị nha. Đó, về gần như khu dân cư anh chị cũng thấy nè, nhà cửa được xây dựng theo kiến trúc là một trệt hai lầu đó, tất cả đây đều có cái kiểu xây như thế là một trệt hai lầu và đường hiện trạng trước nhà sẽ là đường nhựa nè. Thì với cái khu vực này nhà cửa đã gần như là xây hết được 90% rồi nha anh chị nha. Đó, và đặc biệt thì với căn nhà ngày hôm nay hiện tại có đơn giá khá là tốt so với mặt bằng chung tại thị trường Nha Trang. Đây, đây là cô chủ nha. À, cô ơi, con quay xong rồi xíu con gửi chìa khóa cho cô chủ nha. Cái này nó hơn rồi, phải xong đấy, con cứ gọi điện cho cô đấy, có xuống đấy, nha cô đấy. Ờ, dạ dạ rồi, rồi ok. Có cái nó phải mãi đấy nhá. Dạ dạ cô. Rồi, anh chị ơi, thì em sẽ tiếp tục quay video. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay thì hiện trạng con đường như thế này sẽ là tới điểm kia sẽ là kết thúc rồi nha anh chị nha. Hiện trạng thứ nhất là đường sẽ là đường cục. Những cái điểm yếu điểm mạnh thì mình cũng sẽ chia sẻ rõ cho anh chị nhà mình luôn. Đầu tiên thì khi em đứng vị trí này, đường trước nhà mình sẽ tới điểm kết thúc màu trắng, xe màu trắng kia sẽ là đường cục và hết đường nha anh chị nha. Nằm ở vị trí khu tái định cư thì nhà cửa thì xây dựng theo kiến trúc như đây. Gần như là những căn nhà đây có thiết kế là một trệt hai lầu, có căn bên cạnh là một trệt ba lầu nha anh chị nha. Nhà cửa rất là rộng rãi. Nhà này có diện tích là 51,5 mét vuông. À, nhà có thiết kế là 51,5 mét vuông. Căn nhà ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ như thế này. Và tiềm năng tương lai quy hoạch của nó sẽ là hai mặt tiền đường, có bề ngang sẽ là ngang 5 mét nha cô chú anh chị nha. Bề ngang của sản phẩm ngày nay sẽ là ngang 5 mét. À, trước nhà nó có một cái cây sung rất là lớn luôn, nhà khá là phong thủy nha anh chị nha. Cây sung này rất là to nha anh chị, trái rất là nhiều. Rồi, nhà này vừa xây mới và đặc biệt sổ hoàn công vừa mới nhận cách đây vài ngày thôi anh chị. Đặc biệt sổ là sổ đỏ hoàn công vừa nhận cách đây vài ngày thôi. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết phía bên trong nhà anh chị. Đầu tiên thì cái khu vực sân này anh chị. Đó, đây là cái khu vực sân. Thì khu vực sân phía trước là được chủ nhà lập tôn làm hàng rào trắng như này. Đó, rất là kỹ. Ở khu vực phía mặt này thì anh chị cái thứ nhất là có thể làm để một cái máy giặt ở góc này, là có sân phơi đồ trước nhà hoặc phơi đồ trong đây, tùy theo ý thích anh chị nha. Rồi, với cái khu vực ở phía trước thì để một cái cục nóng lạnh của hiệu Panasonic nè. Và đây ở phía trong căn nhà. Đó, căn nhà của chúng ta ngày hôm nay mặt tiền chính của sản phẩm thì nhà có tông màu trắng, rồi cũng như là khu vực phòng khách thì được chủ nhà xây dựng theo kiểu là phía dưới có một phòng ngủ, góc này sẽ có một phòng ngủ, trong này có một cái toilet và lối cầu thang đi lên. Còn riêng cái khu vực ở phía trước đây sẽ là vị trí của không gian bếp. Đó, bởi vì diện tích của sản phẩm thì chỉ có 51,5 mét vuông thôi nha anh chị nha. Đó, sổ sách thì bây giờ em sẽ cho anh chị mình xem luôn. Sổ sách thì cũng đã có rồi. Rồi, đây anh chị. Thì đầu tiên là sổ thì em sẽ cho anh chị mình xem rõ nha. Hơi mờ chút xíu nha. Rồi, em sẽ đặt cho anh chị nhà mình đi cho dễ anh chị. Hiện tại nó hơi mờ này, em không so lên nó không thấy rõ. Thì thứ nhất là diện tích sẽ là 51,5 mét vuông, đất ở đô thị. Sổ thì sử dụng lâu dài nè anh chị. Đây, 51,5 mét vuông. Đất sử dụng riêng. Tổng bộ đất ở lâu dài, diện tích xây dựng là 40,6, diện tích sàn là 132,4 là gì ha. Hạng nhà là hạng nhà cấp 3, thuộc số 538/19 đường Lê Hồng Phong, Phước Long, thành phố Nha Trang ha chị nha. Rồi, sổ hoàn công đây, sổ hoàn công là lấy từ ngày 7/12/2023. Còn hiện trạng của chúng ta ngày hôm nay nè, cái lô góc của chúng ta nó sẽ nằm ngay góc này. Và sẽ, bên hông nó có một cái con đường quy hoạch rộng là 3,5 mét, là thành ra lô của chúng ta về tương lai sẽ quy hoạch thành hai mặt tiền đường nha anh chị nha. Đường hiện trạng là đường rộng 10 mét nè anh chị. Đó, đường hiện trạng đường rộng 10 mét. Còn bề ngang của lô đất từ điểm 6 cho tới điểm 7, điểm 6 tới điểm 7 là 5,02 mét.
Điểm 6 tới điểm 7 là 5.02 nha chị ha. Có những cái nó hơi mờ chút xíu em sẽ nói cho anh chị rõ luôn nha. Còn hiện trạng sổ là có hướng là hướng Tây Nam nha cả nhà. Hướng là hướng Tây Nam. Rồi. Hướng Tây Nam. Giá thì cho 3,8 tỷ thôi, giá thương lượng thêm. Thì bây giờ em sẽ quay cái góc rộng hơn cho chị mình xem nè. Rồi, mặt tiền phía trước nhìn ra ngoài. Không gian chính của bếp, lối cầu thang đi lên, nhà xây dựng còn rất là đẹp luôn anh chị. Rất mới cho cái căn nhà ngày hôm nay, nhà chưa sử dụng nha chị ha. Nội thất hiện tại thì không có nha anh chị nha, chỉ có máy lạnh thôi. Trong nhà sẽ có máy lạnh, công năng thì bao gồm là 4 phòng ngủ, 3 toilet. Thì đầu tiên sẽ là một cái phòng ngủ phía dưới nè. Đối với những gia đình mà có ông bà lớn tuổi thì nên mua những sản phẩm có phòng ngủ phía dưới, rất là tiện lợi khi mà ông bà không đi lên được phía trên cầu thang nha anh chị nha. Trong phòng thì có sẵn cho anh chị là một cái máy lạnh Panasonic để sẵn rồi nha. Còn đây là lối cầu thang đi lên, phía dưới này, dưới cầu thang sẽ có một cái toilet cơ bản như thế này, một cái bồn một cái toilet như thế này ha anh chị nha. Rồi, tận dụng tối đa công năng và diện tích nha anh chị nha. Đặc biệt là diện tích xây dựng có 40 thôi, nhưng mà xây cũng khá là ổn nha anh chị nha. Rồi, trần thì trần thạch cao, điện rất đẹp. Rồi, lối cầu thang đi lên. Lối cầu thang này rơi vào khoảng 1m1 nha anh chị nha. Có lót đá đầy đủ nè, lót đá, tay cầm gỗ. Đa số căn nhà này sử dụng đá và gỗ rất nhiều nha anh chị nha. Còn đây là vị trí của tầng 2 nha anh chị. Khu vực chính của tầng 2 nó sẽ như thế này. Bao gồm một ban công, hai phòng ngủ và một toilet ngồi. Đầu tiên thì em sẽ quay cho anh chị trước là cái phòng ngủ đầu tiên nè. Phòng này thì cơ bản cứ mỗi phòng sẽ có một cái máy lạnh như thế này rồi anh chị nha. Còn nội thất thì anh chị bắt buộc phải set up thêm rồi. Còn đây là vị trí của toilet đây. Và phía bên này sẽ là phòng ngủ tiếp theo này. Có một cái toilet ở tầng 2 riêng biệt và không gian chính của sản phẩm này. Em sẽ đứng góc riêng bên này cho anh chị mình xem ha. Tổng quan phòng ngủ đầu tiên, toilet, phòng ngủ thứ hai và một cái ban công nhỏ như thế này. Tận dụng đây là cái bàn góc nha anh chị nha. Rồi, cái vạt góc của chúng ta khi mà nó có cái quy hoạch ở bên hông này thì nó sẽ có bị vạt góc như thế này, thành ra cái nhà phía bên cạnh sẽ bị quy hoạch nha anh chị nha. Còn nhà của chúng ta là không bị quy hoạch. Bởi vì sao ạ? Sổ đỏ đã hoàn công mới nhất ngày 7 tháng 8 vừa, ngày 7 tháng 12 vừa rồi nha anh chị nha. Nên anh chị nhà mình yên tâm. Góc phía ngoài đây thì để hai cái cục nóng lạnh như thế này. Rồi, tiếp tục. Đây là lối cầu thang đi lên. Anh chị nhà mình xem phong cách xây dựng nhà này rất là chuẩn Bắc ha anh chị nha. Phong cách của người Bắc xây dựng nha. Nhà đa số đồ gỗ khá nhiều. Set up thêm một số nữa thì sẽ rất là đẹp anh chị nha. Với không gian này là không gian sinh hoạt chung rồi anh chị. Anh chị để thêm một cái số bàn học hay gì đó cho con cháu mình chơi ở góc này sẽ rất là hay. Rồi, cứ mỗi tầng như thế nó sẽ có cái cầu giao tổng riêng nha anh chị nha. Đây, CB tổng này, CB tổng của tầng 2 nha anh chị nha. Điện này, điện âm. Rồi ok, tiếp tục mình sẽ lên tầng 3. Ngày hôm nay thì mình quay cũng khá là nhanh thôi, không mất khoảng 7-8 phút cho anh chị và mình là để gần như là thấy hết công năng rồi. Rồi đây là tầng 3 nha anh chị. Khu vực tầng 3 nó sẽ như thế này. Nó sẽ có tiếp tục cho mình một phòng ngủ và một phòng thờ và một cái ban công rộng. Phòng ngủ ở đây anh chị thấy có thêm một cái phòng ngủ ở trên này. Còn lối cầu thang đi lên đi xuống nằm góc bên này. Và khu vực bên này thì để anh chị để một cái máy giặt ngay góc này nha anh chị nha. Đó, vị trí này anh chị để một cái máy giặt ở đây. Đó, phòng thờ thì góc bên này. Phòng thờ được chủ nhà làm nhỏ như thế này nè anh chị. Góc riêng nhỏ như thế này phù hợp cho chúng ta rồi. Gia đình thì cần cơ bản như thế này thì thôi. Rồi, góc phía bên này sẽ là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi sẽ nằm bên đây. Riêng cái ban công khu vực này sẽ là một cái sân phơi rất là hay ha anh chị. Chủ nhà làm sẵn hai cái cây như thế này rồi. Để treo và phơi đồ. Còn lối này lối cầu thang đi thẳng lên khu vực sân thượng của căn nhà của chúng ta ngày hôm nay nha. Làm đầy đủ, hoàn công, nhà còn rất mới, giá có 3 tỷ 8 thôi anh chị. Còn đây là cái view phía trước nè anh chị. View phía trước của căn nhà của chúng ta ngày hôm nay, nhìn toàn cảnh phía trước ha. Nhà thì như thế này, mặt này thì nhìn ra khu vực sông anh chị nha. Đi ra chút xíu ra đoạn đường Thích Quảng Đức rồi. Bây giờ em sẽ cho anh chị mình xem map nha. Vị trí của căn nhà chúng ta ngày hôm nay nè. Từ đây Lê Hồng Phong. Rồi, đây anh chị. Khu vực của chúng ta ngày hôm nay đang đứng ở đây nè. Em sẽ soi sáng cho chị mình xem luôn. Khu vực này mình đi ra đoạn đường Thích Quảng Đức đây anh chị. Đi ra đoạn đường Thích Quảng Đức có mất 48 mét theo đường chim bay thôi.
nó sẽ có hai đường đi mà đi theo hướng nào nó cũng ra. Xét bên nó có một cái sông banh, sông banh Phước Long, và đi ra tới đoạn Lê Hồng Phong này anh chị, ra tới đoạn đường Lê Hồng Phong này mất có 86m thôi, và ra tới khu vực biển này. Đây, mình đi ra tới khu vực bãi tắm của thành phố Nha Trang thì mất có 1,5 km thôi nha anh chị nha. Rồi đi qua tới khu vực các tất cả các nơi như cảng Hòn Rớ đây, anh chị đi qua cảng Hòn Rớ mất 1,4 cây, đi qua khu đô thị Phước Long này mất 300m này, đi qua khu đô thị Hà Quang thì mất khoảng 1,8 cây thôi nha anh chị nha. Thì đó là những cái điểm mà mình tâm muốn chia sẻ cho anh chị về cái sản phẩm này. Với đơn giá hiện tại đang có mức chào bán là 3,8 tỷ, giá có thương lượng thêm nha anh chị ha. Và gần như là anh chị nhà mình mua vào dọn ngay ở, setup thêm một số nội thất cơ bản cho một căn nhà nữa là ok. Thì đơn giá này thì mình tâm thấy rất hợp lý cho nhà đầu tư với sản phẩm như thế này, để mà tìm kiếm được những căn nhà sổ đen phần trăm cho thời điểm hiện tại cũng khá là khó khăn nha anh chị nha. Với những căn nhà xây mới như thế này, về chất lượng công trình xây dựng thì mình đang đánh giá căn này rất là ok, rất tuyệt vời cho sản phẩm ngày hôm nay. Toàn bộ sử dụng đồ tốt hết nha anh chị nha. Khi mà đi review thì mình đang nhìn được những cái căn nhà nào sản phẩm chất lượng tốt không tốt thì mình đang sẽ đánh giá ngay cho anh chị mình trong video luôn. Thì với sản phẩm này mình đang hy vọng là anh chị nhà mình có duyên kết nối với mình đồng trong cái sản phẩm này. Anh chị mình vui lòng kết nối qua Zalo là 0905 802 187. Số này thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin sổ sách cho chị mình xem nhé cả nhà. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Mình đồng xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé cả nhà. Rồi, anh chị mình xem thì cảm thấy ok thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé cả nhà. Đó, mình đồng xin cảm ơn cả nhà nhé.